Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người làm món chè chuối hấp. Cái này kêu là bánh chuối hấp. Món này thì giới trẻ rất là thích. Khi ăn thì mình chan nước dừa lên nè. Mình chan nước dừa lên và mình chan đậu phộng lên nè. Đó, mình chan đậu phộng lên. Rất là hấp dẫn. Và nếu mọi người muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm bánh chuối hấp. Chuối 350g, đường cát 220g, nước cốt dừa 310g, bột bán 20g, bột khoai 50g, đậu phộng 70g, muối vani, bột năng 120g và một ít bột gạo. Trước tiên mình đi ngâm bột khoai và bột bán. Và mình ngâm nước nóng cho nó nhanh. Tiếp theo là mình đi gọt chuối. Và chuối này thì mình đã rửa sạch rồi nè. Đó, chuối mà chín đen như vậy là làm nó rất là ngọt. Và nó chỉ đen bên ngoài thôi, bên trong nó không có đen. Đó, bên ngoài nó đen thôi, trong nó không có đen. Cái nào mà nó bị dập thì mình cắt nó đi. Đó, mọi người thấy không? Chuối ở bên ngoài đen nhưng bên trong đâu có đen đâu. Rất là ngon luôn á, mình để chín mùi, thịt là mùi mình làm. Nè mọi người nhìn nè, chuối mình trắng tinh, trắng như bông luôn á. Rất trắng luôn. Tiếp theo mình đi cắt chuối. Và mình 6 dây chuối mình cân được 390g mình làm luôn nè. Mình làm bánh chuối cấp tốc này nó nhanh nè. Nếu ta muốn đỏ thì ta có thể rim chuối thì nó đỏ, nhưng mình làm cho nó nhanh. Và chuối này mình hấp lửa nhỏ nó vẫn đỏ. Mà mình hấp lửa to thì bánh nó dai ngon, hấp lửa nhỏ thì nó đỏ đẹp, nhưng mà bánh thì nó không có dai. Cái bánh này thì mọi người đều thích hết á, ai cũng thích ăn cái bánh này hết. Bây giờ thì mình đổ chuối vào trong cái tô này nè. Đó, 380g chuối. 350g được mà 380g cũng được, quá chút xíu. Mình cho vào đây là một phần tư muỗng cà phê muối nè. Đó, một bằng hộp bắp nè. Và hương vani 1/2 muỗng cà phê hương vani. Mình có thể cho vani dạng bột đó. Vani dạng bột thì dễ mua hơn vani dạng nước. Dạng nước thì ở dụng cụ làm bánh mới có. Đường là 20g đường. Mình trộn lên. Nếu ta muốn chuối ta đỏ thì ta phải xên chuối thì chuối mới đỏ, và mình hấp lửa nhỏ chuối mới đỏ và để qua một bên. Đây là 100g bột và 76ml nước. 76ml cũng là 76g nước á. Gam với lại mili nó bằng nhau. Đó, mình cho vào trong bột năng mình khuấy này. Bây giờ mình đổ bột năng trong chuối này. Mình đổ xong thì mình khuấy lên này. Đó, mình thấy bột năng nó hơi lỏng thì mình cho thêm bột năng cũng không sao hết. Bây giờ mình cho bột năng vô mình khuấy này thêm này. Bột năng mà nó vô trong bột này nó dễ tan lắm, vô trong nước thì khó tan, vô trong bột này thì dễ tan lắm. Tại vì nó là ở cái dạng đặc á, nó dễ tan hơn là dạng nước đó. Chuối mình đặc đặc như vậy là được này. Mình cho vô đây khoảng 10g bột năng nữa. Tại vì cái bột năng này nhiều khi bột năng mới thì nó ít có hút nước á. Tức là mình cho vô đây 110g bột năng. Bây giờ thì mình cho dầu ăn vào trong này nè. Ta có thể lót bao ni lông cũng được, lót bao ni lông thì dễ lấy lắm, nhưng mà không có bao ni lông thì mình phải thoa dầu nhiều lên cho nó dễ lấy ra. Không có bao ni lông thì ăn nó tốt cho sức khỏe hơn đó, nhưng mà khi bánh lấy bánh ra thì nó hơi khó, phải nguội mới lấy được. Còn nếu mà không có bao ni lông thì lấy rất là dễ, nóng lấy được vẫn được. Đó, mình thoa dầu nhiều lên. Bây giờ thì mình đổ chuối ở trong này nè. Rồi mình đem mình hấp. Đó.
mình để cho nó bằng bằng như vậy nè. Mình bỏ chuối trong nồi mình hấp, và mình hấp lửa lớn và nhiều nước. Đây là bánh chuối mình hấp 15 phút và chín rồi. Mình lấy cái cây tăm này nè, mình xâm vô giữa này nè, đó mình xâm vô giữa, mình kéo lên. Mà bánh chuối không có dính tăm nữa là bánh chuối chín rồi. Và mình phải thử trên bếp, chứ nếu mà ta thử ở ngoài ấy, như vậy ấy, sẽ mà bánh chưa chín sẽ bị sống. Còn tự mình thử cho mọi người coi thì mình thử ở ngoài thôi. Còn ta thử thì ta thử trên bếp, đó ta xâm ngay giữa, ta rút lên. Bánh không dính tăm nữa là bánh chín. Và rất là thơm. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi nè. Bây giờ mình thả bột khoai vô mình luộc nè. Bột khoai và bột bán mình rửa sạch sẽ rồi. Bột bán mình cho vô sau, thì bột bán nó mau chín hơn bột khoai. Bây giờ bột khoai mình nó sôi mình cho bột bán vô nè. Và khi mà nó nổi lên thì mình sẽ vớt ra. Bây giờ bột bán của mình nó sôi rồi, nó nổi lên mình tắt bếp này, mình đem mình ra mình rửa sạch. Bây giờ thì mình cho trong nồi là một chén nước nè, một chén nước đầy nè, 200g đường và muối, 1/2 muỗng cà phê muối. Tại vì cái nước dừa nó ăn muối nhiều cho nên mình cho 1/2 muỗng cà phê muối. Và đây là bột năng 20g, bột gạo 1 muỗng cà phê là 4g. Bây giờ mình đổ chung vô nè, đổ chung hai cái bột với nhau. Bột năng 20g, còn bột gạo là 1 muỗng cà phê 4g. Mình cho vô, mình cho nước vô nè. Mình cho nước vô mình khuấy, khuấy cho nó tan bột. Mình hòa với nước thì mình cho từ từ thôi, mình cho nhiều nó khó tan. Và mình cũng chuẩn bị một ít bột nè, nếu nó lỏng thì mình cho thêm nè. Chứ lát nó lỏng thì mình không có khuấy kịp. Mình bật bếp lên và mình khuấy cho đường nó tan. Đường của mình sôi rồi thì bây giờ mình cho bột khoai bột bán vô nè. Đó, bột khoai bán mình đã rửa sạch sẽ rồi, mình để ráo rồi. Và bây giờ mình cho nước cốt dừa vô, mình vặn lửa nhỏ xuống, mình cho nước cốt dừa vô nè. Đây là nước cốt dừa là mình mua ở ngoài chợ đó. Là họ vắt ra, họ bán cho mình chứ họ không có đổ một tí nước nào hết á. Nhà mình ở gần chợ cho nên là mình mua được nước dừa tươi ăn rất là ngon. Ta có thể dùng nước dừa lon á, nhưng mà nước dừa lon thì nó không ngon bằng nước dừa tươi. Nước dừa lon thì thứ nhất là nó có chất bảo quản này, và thứ hai nữa là nó vô lon rồi nó để lâu ngày nó không có ngon á. Và bây giờ đây là một chén bột nè, và mình khuấy từ từ thôi, mình không có cho nhiều cho ấy, mình cho vội, đừng cho vội sợ nó bị đặc quá, và đặc quá thì nó sẽ không ngon. Đó, mình cứ từ từ mình cho nó lỏng mình cho thêm được, chứ nó đặc mình phải cho thêm nước thì lại mất ngon. Và bột đó thì là mình có pha bột gạo thì nó sẽ ngon hơn, chứ bột năng không thì nó dai quá, nó dẻo quá, nó không có ngon. Đó, cái nó vẫn còn lỏng thì ta có cho bột thêm rồi. Nó chưa sôi đâu, nó sôi lăn tăn là mình tắt bếp thôi. Tại vì nước dừa mà sôi quá là nó không có ngon. Nước dừa đừng để cho nó sôi, nó chỉ lăn tăn là mình tắt bếp thôi. Đó, mình đổ hết chén bột rồi. Và bây giờ cái chén bột dự bị của mình đây nè, nếu mà nó lỏng thì mình sẽ cho vô nè. Thì từ vì lúc mà nó nóng thì nó lỏng, chứ mà lúc nó nguội sẽ đặc. Đó, giờ nó vẫn còn lỏng, hơi lỏng xíu nè, hơi lỏng xíu mình cho thêm nước, chuẩn bị sôi rồi, mình tắt bếp nè. Nó sôi là nó sẽ mất ngon. Và bây giờ mình cho bột thêm, không cần đun sôi cũng được, vì bột vô nó vẫn chín à, nó nóng nó chín à. Đó, mình cho tí tí thôi và được rồi đó. Sánh sánh như vậy là được rồi. Khi mà nó nguội thì nó sẽ đặc hơn chút nữa nè. Chứ nếu mà bây giờ mình cho đặc ra, lát nữa nó nguội nó rất là đặc, ăn nó không có ngon. Mình tắt bếp rồi, bây giờ mình cho hương vani vô nè. Hương vani mình cho 1/2 muỗng cà phê hương vani. 1/2/3 thì cũng được. Ta có thể cho vani dạng bột á. Bột thì nó trắng nó đẹp hơn á, nhưng mà vani dạng bột thì ăn nó không có ngon bằng vani dạng nước đâu. Và dạng bột thì dễ mua hơn dạng nước. Vậy là mình tắt bếp được rồi. Và đây là chuối mình hấp xong rồi nè. Mình không có lót bao ni lông thì mình lấy ra nó khó, tại vì nó còn nóng á, nó chưa có nguội hẳn.
Và đậu phộng này thì mình rang á, mình rang xong mình giã sơ sơ thì rất là thơm. Và đây là nước cốt dừa nè, nước cốt dừa mình nấu nè. Video của mình đến đây là hết, chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.